Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019, chúng ta cùng xem bản tin Học chủ nghĩa xã hội Việt Nam bước hụt, đưa màu sắc Trung Quốc Tập Cận Bình vấp chân. Vâng, quả thật đã diễn ra trong thời gian vừa qua rất nhiều sự kiện quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập một nhóm điều phối riêng để mang cách điều hành từ Trung Quốc về áp dụng tại Việt Nam trong thời gian qua. Và điều đó đã gây ra rất nhiều tai hại và tự cho Việt Nam từ trước đến nay. Điều mà chúng ta có thể tham khảo ngay trên những trang của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng tin trong thời gian vừa qua rất rõ ràng về cái việc đó. Và họ ghi là hoạt động giao lưu giữa hai đảng ngày càng phát triển sâu rộng, hai bên đã ký kết các kế hoạch hợp tác đảng giai đoạn 2016-2020, duy trì trao đổi cán bộ cấp cao, phối hợp luân phiên tổ chức các hội thảo lý luận thường niên giữa hai đảng nhằm theo trao đổi kinh nghiệm, lý luận và thực tiễn về xây dựng đảng, quản lý đất nước. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem ngay trong cái trang của tạp chí Cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố. Và điều đấy nói lên điều gì? Đó là việc mà hai đảng đã có cái đường kết nối riêng và họ trao đổi thường xuyên những cái thông tin với nhau. Và đương nhiên thông qua những hình ảnh này, thông qua những thông tin này thì phía Việt Nam cũng sẽ bị tiết lộ, bị lộ rất nhiều thông tin cơ mật của nhà nước, của đảng. Và điều đó Trung Quốc nắm được thì đấy là một cái điều bất lợi cho Việt Nam trong thời gian sắp tới. Và ngoài ra hiện nay Trung Quốc đang thực hiện chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc thì Việt Nam tất nhiên cũng lại mang về và đặt thành là kinh tế thị trường định hướng ra chủ nghĩa. Và đó là điều mà ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố trong thời gian vừa qua và các bạn có thể tham khảo trong những cái thông tin mà một số báo trong nước cũng đã đăng. Và họ ghi rõ là quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là cái phát biểu của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cái hội nghị vừa qua trong nước. Đấy là cái điều mà hiện nay Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi con đường mà Trung Quốc đã làm. Và họ cho rằng đấy là cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải xem xét cái trong thời gian tình hình mới, khi mà Trung Quốc đang liên tục xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, bất kể khi Đảng Cộng sản tại Hà Nội gửi những công văn, gửi tạo những cuộc gặp gỡ cũng như là gửi công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối Trung Quốc, thì phía Trung Quốc đã coi những cái văn bản đó là không, gần như không có giá trị. Và hiện nay Trung Quốc cũng đã bắt đầu có biểu hiện của những cái vấn đề phát sinh sau khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra trong một thời gian dài. Đó là việc mộng Trung Hoa gặp sóng lớn, trong một phát biểu của ông Tập Cận Bình đã nói về vấn đề đấu tranh đến 58 lần. Đấy là cái điều rất đặc biệt. Và giấc mơ Trung Hoa của ông Tập Cận Bình không còn suôn sẻ trong bối cảnh nước này đang gặp phải nhiều thách thức đến từ bên ngoài lẫn bên trong. Trong một phát biểu, ông Tập Cận Bình đã nói 58 lần với từ đấu tranh. Và chỉ còn chưa tới một tháng nữa, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đánh dấu một bước mới vào thời đại mới của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Bài báo Việt Nam đã đưa cái điều đề như vậy và nói rõ cái điều này, thì có vẻ như là báo chí Việt Nam bắt đầu đả kích Trung Quốc một cách rất mạnh mẽ và không cần giấu giếm. Và khi Trung Quốc mở trong cái lúc đang gặp khó khăn rất lớn với Mỹ và các nước về vấn đề thuế quan, thì thời gian qua là cả hai Đảng Cộng sản Việt Nam đã lôi ra được rất nhiều cái tội phạm ngày càng lớn từ các địa phương đến Trung ương, thông qua chiến dịch đả hổ diệt ruồi ở Trung Quốc cũng như việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng tại Việt Nam. Và tất cả đương nhiên đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hình ảnh các bạn cũng đã thấy ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều trên một số phương tiện truyền thông, và ông ta cũng luôn quảng cáo cho cái phương pháp của mình, đó là một năm lò nóng củi tươi cũng phải cháy. Đây là lời nói của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên sau vụ ông đột quỵ lần thứ nhất tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019 thì hiện nay sức khỏe của ông đã dần hồi phục, nhưng ông không thể đảm đương một cách bình thường những công việc của một lúc hai chức vụ cao nhất là đứng đầu đảng, là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Cho nên với cái tuổi cao trên 75 tuổi và sức yếu, trên ông thỉnh thoảng mới xuất hiện trong một số cái chương trình, một số sự kiện rất quan trọng mà thôi. Và thực ra với mức lương như hiện nay thì hầu như tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản của Việt Nam đều phải bằng nhiều cách tham nhũng hay lợi dụng chức vụ quyền hạn thì mới có thu nhập để sống, hoặc là xây nhà hoặc mua xe, cũng như nhiều cái nhu cầu khác mà họ ngày càng cần thiết. Và điều đó chúng ta có thể thấy thông qua những cái vụ việc rất nghiêm trọng, đó là ngày càng nhiều những cái đảng viên cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu vào tù
và bị kết án nhiều năm. Đó là việc những con số giật mình trong thương vụ Mobifone AVG. Lần đầu tiên một bị can là cựu quan chức cấp cao thừa nhận nhận hối lộ với số tiền lên tới 3 triệu đô la. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ngay trên một số trang báo trong nước thông qua việc mà quan chức cấu kết với doanh nghiệp để lấy tiền của nhà nước, có nghĩa là tiền thuế của dân, và dùng cái đồng tiền đó một cách bất hợp pháp và biển thủ để làm thành tiền của cá nhân. Và chúng ta cũng thấy rất nhiều những hình ảnh, ngay cả những quan chức khi đương thời họ luôn luôn nói những lời hay ý đẹp và luôn luôn kêu gọi người dân Việt Nam chống những thế lực thù địch và học tập theo đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều cái điều khác mà họ luôn giao giảng. Nhưng cuối cùng thì lộ ra họ đều là những cái người tham nhũng một cách rất lớn, và điều đó đã được đưa lên trên rất nhiều báo chí trong nước trong thời gian vừa qua. Đó là kê biên nhà tài khoản của hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên căn nhà số 14 ngõ 36C1 phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của vợ chồng cựu bộ trưởng thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son, đồng thời phong tỏa tài khoản cá nhân, sổ tiết kiệm với số dư gần 600 triệu đồng của ông Son. Tuy nhiên số tiền 3 triệu USD mà nạn nhân này đã nhận hối lộ vẫn không thấy đâu. Thì đấy là hình ảnh mà các bạn thấy là ngôi nhà của ông Nguyễn Bắc Son đã bị kê biên. Và cũng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy liên tục phía Việt Nam đã đưa ra những cái thông tin mới cập nhật mà trong thời gian vừa qua đã đưa đến những cái bất ngờ rất lớn cho người dân trong nước khi những cán bộ này liên tục vi phạm vào những cái điều mà đảng viên không được làm, và đặc biệt họ tham nhũng một cách khủng khiếp. Đó là hình ảnh quá trình điều tra của Bộ Công an đã thu hồi tài sản do các bị can và gia đình giao nộp tổng số tiền tới gần 66 tỷ đồng. Trong đó bị can Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Mobifone giao nộp 54 tỷ đồng. Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc Mobifone giao nộp 11,6 tỷ đồng. Công ty Amas nộp 240 triệu đồng. Hai bị can khác nộp 154 triệu đồng. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, với mức lương cơ sở mới, lương thực nhận mỗi tháng của Bộ trưởng và Thứ trưởng cơ quan ngang bộ cấp 1 sẽ có là 14 triệu 453 nghìn đồng. Bậc 2 là 15 triệu và tăng tương ứng với gần 1 triệu đồng mỗi tháng so với tháng 6 năm 2019. Như vậy, mỗi năm một vị bộ trưởng chỉ được hưởng khoảng 180 triệu, triệu đồng tiền lương và phải kỳ cóp khoảng 400 năm thì mới có được 3,2 triệu USD, tức là tương đương với 74 tỷ đồng. Thì đây là cái điều mà trong cái quy định của nhà nước đã đưa ra rất rõ ràng, và với những cái biệt thự, với những số tiền mà họ có được thì rõ ràng chứng minh đó là cái tiền bất hợp pháp và cần phải thu hồi cũng như điều tra nguồn gốc. Và tất nhiên cái vòng luẩn quẩn này thì cứ một giống như cái phản ứng dây chuyền từ xã đến huyện đến tỉnh đến trung ương và bộ chính trị. Và hình ảnh mà chúng ta có thể thấy rất rõ trong thời gian vừa qua, ngay cả cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng cũng đã phải đưa ra tòa xét xử. Và ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN, hôm 22 tháng 1 bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù và yêu cầu bồi thường 600 tỷ đồng về tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến đại án tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Thì đây là cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu phải trả giá với những cán bộ cấp cao nhất của mình phải bắt đầu đưa vào tù và xét xử với mức án rất cao. Và nguyên nhân chính là với cơ chế độc tài, độc đảng Cộng sản cầm quyền được ghi trên điều 4 Hiến pháp nên không có cạnh tranh chính sách và đưa ra được những cương lĩnh tốt hơn cho người dân Việt Nam khi có nhiều đảng phái khi hoạt động, và các đảng phái họ tự kiểm soát lẫn nhau, họ tự phát hiện những lỗi lẫn nhau như ở Đức và nước châu Âu, thì cái việc tham nhũng sẽ bớt đi rất nhiều, gần như không thể tham nhũng. Và Việt Nam hiện nay cũng thiếu tư pháp độc lập nên các vụ xét xử đều không thể công bằng. Ngoài ra thì đồng tiền và cái ý muốn chính trị từ Đảng Cộng sản nhiều khi đã quyết định cái bản án đó trước rồi, và chính vì vậy chúng ta đã gặp với nhiều trường hợp là nhiều bản án trong thời gian vừa qua đã đưa ra những phán quyết mà người dân Việt Nam không thể biết được là nó có đúng hay sai, nhưng những cái người bị phán quyết họ cũng không có cơ hội để kháng án vì họ đã bị là tiếng nói rất nhỏ trước cái đồng tiền, trước cái quyền của Đảng Cộng sản và cái sự áp đặt của cấp trên. Việt Nam cũng không thể có tự do báo chí trong thời gian vừa qua, và hiện nay cũng như vậy, và họ cũng không có tự do biểu đạt. Đó là cơ chế giám sát của truyền thông và tiếng nói của trên 90 triệu người dân Việt Nam, nên đa số cái vụ việc vi phạm tội không thể được công bố đầy đủ. Thậm chí các đối tượng phạm tội có thể ám hại các nhà báo
người viết blogger khi họ lôi sự việc ra ánh sáng, và những cái quan chức cấp cao họ có thể ra lệnh cho lực lượng tư pháp Việt Nam hoặc là lực lượng cán bộ Việt Nam làm những cái việc mà rõ ràng quốc tế và thế giới có thể lên án. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy việc Trương Duy Nhất, là vụ án Trương Duy Nhất bị mất tích và bị được cho là bắt cóc ở Thái Lan. Và ông Bạch Hồng Quyền, một cái nhân chứng trong cuộc cái bản án đó, đã nói: như mọi người đã biết, thông tin về việc ông Trương Duy Nhất mất tích từ ngày 26 tháng 1 2019 đến nay đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa có bất cứ tin tức gì từ phía Thái Lan lẫn Việt Nam. Nhiều thông tin cho biết ông Trương Duy Nhất đã bị bắt cóc tại Thái Lan và đã đưa về Việt Nam. Tôi là nạn nhân duy nhất, vì khi đến Thái Lan, ông Nhất có liên hệ với nhờ giúp đỡ. Tôi có đi đón ông Nhất tại khu sụt sân bay Don Muen. Khi đó ông Nhất có nói ông sang đây để xin quy chế tị nạn, vì Việt Nam thì ở Việt Nam thì có thể bị bắt hoặc bị bỏ tù bất cứ lúc nào. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên bài báo trên trang của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã đăng tải trong thời gian vừa qua. Và hiện nay ông Trương Duy Nhất đã đang ngồi tại nhà tù ở Việt Nam, và cái sự việc mà đưa ông ta từ Thái Lan về Việt Nam đến nay vẫn là một bí ẩn. Và có những cái người như blogger Bùi Thanh Hiếu, tức là blog Người Buôn Gió, đã chia sẻ rằng ông Trương Duy Nhất bị Tổng cục 2, tức là tình báo quân đội, bắt cóc tại Thái Lan và đưa về Việt Nam một cách bất hợp pháp. Nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay đang đối mặt với hàng loạt vấn đề sống còn với Mỹ và thế giới văn minh, khi họ thể hiện một ngày một rõ rệt về việc cái thể chế độc tài, ăn cắp sở hữu trí tuệ và gian trá trong thương mại. Tất nhiên điều đó, chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, không còn là điều Việt Nam cần phải học hỏi nữa. Và bên cạnh đó thì hiện nay Trung Quốc đã liên tục đưa tàu xâm phạm chủ quyền Việt Nam trong suốt 2 tháng qua, và họ cương quyết thực hiện sách trắng quốc phòng, có nghĩa là họ bảo vệ cái đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò mà Việt Nam vẫn hay nói. Và với lực lượng hải cảnh, tàu hải cảnh rất lớn, trên 300 chiếc của Trung Quốc, thì nó sẵn sàng đâm và đè bẹp mọi cái lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, và điều đó rất nguy hiểm. Cho nên Việt Nam mặc dù là người đồng chí rất gần gũi với Trung Quốc, nhưng cuối cùng cũng đã bị Trung Quốc bắt nạt và không thể có biện pháp nào đề phòng hoặc là phản ứng đối lại, vì Trung Quốc là một đất nước rất lớn với lực lượng hải quân rất hùng hậu. Và hình ảnh mà chúng ta có thể thấy ngay ngày hôm nay, chúng tôi xin phép chia sẻ thêm, đó là việc tàu Hải Dương 8 ngày hôm nay sau khi dừng lại vài ngày tại đảo đã chữ thập, thì tàu Hải Dương 8 có vẻ đã sẵn sàng để tiếp tục các hoạt động khảo sát tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và điều này các bạn cũng đã thấy trong thời gian qua đã rất căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và ngay ngày mai, tức là buổi sáng mai, thì các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam tại nhà giàn DK1 chắc chắn sẽ nhìn thấy những chiếc tàu của Trung Quốc đi vào vùng biển của Việt Nam để tiếp tục khảo sát, thăm dò, và liệu những người chiến sĩ này có trở thành những người chiến sĩ cảm tử hay không trong thời gian tới, khi mà cái quan hệ Việt Nam với Trung Quốc xấu đi, và khi Trung Quốc đưa tàu vào Việt Nam. Theo cái thông tin mà chúng tôi nắm được từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, thì có thể có những người tướng lĩnh Việt Nam họ sẵn sàng nói rằng lần này có lẽ phải chiến đấu với Trung Quốc. Và nếu điều đấy xảy ra thì rõ ràng với những cái lực lượng quân sự mạnh của Trung Quốc, thì những chiếc nhà giàn và những cái đảo nổi rất nhỏ của Việt Nam sẽ rất nhanh bị Trung Quốc xâm chiếm và bắn nát. Và đương nhiên là tính mạng của những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ở trên đó sẽ gặp nguy hiểm trong thời gian tới. Và trong thời gian thì không còn nhiều nữa, và ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã rất già, trên 75 tuổi. Cho nên việc mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nguyễn Phú Trọng có thể làm được cho đất nước vào lúc này là xóa bỏ chế độ cộng sản tại Việt Nam, thiết lập một nền dân chủ tự do cho trên 90 triệu người dân để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn trong thế kỷ 21. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới, và các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và những yêu cầu để chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin, cung cấp cho các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, chúc các bạn và gia đình một buổi tối an lành.